Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK công bố ngày 24 tháng 8, dư nợ tín dụng hộ gia đình quý 2 năm 2021 đạt 1 805 000 tỷ won, 1.547,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 41.200 tỷ won, 35,32 tỷ đô la Mỹ so với quý 1. Đây là mức cao kỷ lục xét riêng trong quý 2. So với cùng kỳ năm ngoái, Dư nợ tín dụng hộ gia đình tăng 168.600 tỷ won, 144,55 tỷ đô la Mỹ, tức tăng hơn 10%, vượt xa mục tiêu kiểm soát tỷ lệ tăng nợ hộ gia đình năm 2021 mà cơ quan tài chính đưa ra là từ 5 đến 6%. Dư nợ tín dụng hộ gia đình là tổng số tiền mà hộ gia đình vay từ ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty cho vay tài chính, tổ chức tài chính công cộng thêm cả số tiền mua hàng qua thẻ tín dụng chưa quyết toán. Trong quý 2, các khoản vay khác như vay tín dụng tăng 21.300 tỷ won, 18,26 tỷ đô la Mỹ so với quý 1 và tăng 84.000 tỷ won, 72,02 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao kỷ lục trong các quý 2. Trước đó, mức tăng quý 1 đạt 14.300 tỷ won, 12,26 tỷ đô la Mỹ. Vay thế chấp nhà tăng 17.300 tỷ won, 14,83 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn mức tăng 20.400 tỷ won, 17,49 tỷ đô la Mỹ của quý 1.